Theo yêu cầu giãn cách phòng dịch, Côn Đảo đã dừng đón khách hơn 7 tháng. Và hôm nay 24 tháng 12, Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo bắt đầu mở cửa trở lại, đón khách tham quan các di tích, bảo tàng, viếng nghĩa trang Hàng Dương, đền thờ Côn Đảo. Các tuyến điểm du lịch sinh thái thuộc vườn quốc gia Côn Đảo cũng đón khách từ 24 tháng 12. Mở cửa đón khách, Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo và vườn quốc gia Côn Đảo hết sức chú trọng các quy định phòng dịch theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đến viếng nghĩa trang Hàng Dương trong buổi sáng đầu tiên, Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo mở cửa đón khách sau hơn 7 tháng phải tạm dừng vì yêu cầu phòng dịch. Hầu hết chính là người dân Côn Đảo. Nghĩa trang Hàng Dương là địa chỉ du lịch tâm linh, cũng là điểm giáo dục truyền thống cho các thế hệ, vốn thu hút rất đông người dân Côn Đảo lẫn du khách ra vào hàng ngày. Do vậy, trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, để mở cửa trở lại đón khách, Trung tâm thực hiện nghiêm những quy định phòng dịch, như bố trí nhân viên hướng dẫn khách từ khâu đăng ký, khai báo y tế, giữ khoảng cách. Cũng rất là mừng vì sau một thời gian rất là dài nghĩa trang đóng cửa thì hôm nay cũng đã mở cửa cho người dân cũng như là khách du lịch để đến tham quan, rồi thắp hương để tri ân các anh hùng liệt sĩ cũng như là cầu mong cho đất nước thì cũng là phát triển đi lên cũng như là tình hình dịch bệnh thì được kiểm soát và đẩy lùi. Đền thờ Côn Đảo, Bảo tàng Côn Đảo và di tích trại giam Phú Hải từ sáng sớm cũng đã được nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo đến mở cửa, sẵn sàng đón khách. Kế hoạch phương án phòng dịch tại các điểm đến và di tích thuộc Trung tâm Quản lý đã được xây dựng chu đáo từ trước đó. Sau khi mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành cái kế hoạch 202 kèm theo nhiều cái kế hoạch của địa phương thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho cái công tác là mở cửa phục vụ đón tiếp du khách đến tham quan thăm viếng tại khu di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo. Phải nói là qua rất nhiều những cái cuộc họp của đơn vị cùng với các phòng chuyên môn của đơn vị thì chúng tôi đã họp và chúng tôi cũng đã đưa ra rất nhiều những cái phương án, đồng thời cũng đưa ra rất nhiều những cái giải pháp để làm sao mà thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch cũng như là đảm bảo tốt được cái thứ nhất là an toàn cho sức khỏe của nhân viên phục vụ di tích cũng như là an toàn cho du khách. Hiện nay Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo mới chỉ mở cửa 4 điểm gồm nghĩa trang Hàng Dương, đền thờ Côn Đảo, Bảo tàng Côn Đảo và di tích trại giam Phú Hải, phục vụ khách đến viếng và tham quan tất cả các ngày trong tuần. Các điểm di tích còn lại vẫn tạm đóng cửa để phòng dịch và trùng tu. Cũng từ ngày 24 tháng 12, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo chính thức mở cửa đón khách tham quan các tuyến, điểm du lịch sinh thái thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo.